Chào mừng các bạn đến với kênh Cờ Tướng Bà Rịa. Trong video hôm nay mình sẽ gửi đến các bạn 4 ván đấu tuyệt hay. 4 trận đấu có sự có mặt của các kỳ dương Việt Nam: Nam Phương Công Tử Lại Lý Huynh, đặc cấp quốc tế đại sư Nguyễn Thành Bảo, Tiết Kỳ Tiên Trần A Sáng, kỳ hậu Nguyễn Hoàng Yến của Việt Nam, và đặc biệt có cả kỳ hậu một thời của Việt Nam Ngô Lan Hương. Mời các bạn thưởng thức 4 ván cờ tại vòng 1 giải cờ tướng ASEAN 2023 với nội dung đồng đội hỗn hợp 2 nam 1 nữ. Biên bản ván 1: Ngô Lan Hương, Nguyễn Hoàng Yến. Tại đây, nếu như bên đỏ chơi pháo 6 tấn 1 bắt xe thì lập tức đen sẽ chơi pháo 7 tấn 3 ăn mã. Pháo ăn xe thì pháo ăn tiếp pháo bắt xe, buộc xe đỏ phải chạy qua đường 8. Và đen sẽ chơi pháo 5 tấn 4 chiếu tướng. Đến giây mặc dù đã mất một xe đổi hai quân, tuy nhiên bên đen sẽ có cơ hội phản công. Chúng ta quay lại hình cờ thực chiến. Chi.
吃。将军。吃。将军。Pháo 7 bình 6 chiếu tướng. Chơi đến đây, Nguyễn Hoàng Yến đã buông cờ nhận thua. Vì nếu vào pháo chống đỡ thì lập tức bên đỏ sẽ bình chốt chiếu tướng, bắt chết xe đen. Thế thua đã quá rõ ràng. Còn nếu như ở đây không vào pháo mà vào tướng thì lập tức bên đỏ sẽ có tuyệt chiêu dùng xe chém thẳng vào tướng, đang dò sát cục. Ở đây nếu như xe đen ăn mã thì xe đỏ sẽ quýnh thẳng xuống sĩ, chiêu tướng tuyệt sát. Còn nếu như ở đây xe đen ăn xe đỏ thì lập tức bên đỏ sẽ bước mã chiếu tướng, tướng đen cũng không có đường chạy. Một ván cờ quá hay của nữ kỳ hậu một thời của Việt Nam, Ngô Lan Hương trước Nguyễn Hoàng Yến. Mời các bạn xem tiếp ván 2. Ngô Tông Hàn lại Lý Huynh.
是。跨脚马，将军。是。破事。将军。将军，将军。将军，将军。Chờ đến đây, nếu như hai bên không đổi nước thì sẽ hòa. Còn nếu như bên đen cố gượng túc chốt vượt sông để đè mã thì lập tức bên đỏ sẽ chơi pháo 1 bình 7. Đỏ đang có thế công rất mạnh. Nếu đen dùng pháo chiếu tướng thì đỏ nhẹ nhàng xuất tướng và tìm cách để đổi xe pháo 5 bình 1. Thì lập tức bên đỏ có những nước tấn công như sau. Tướng quân, đầu tiên C2 tấn 6 chiếu tướng, buộc tướng phải lên. Sau đó đỏ sẽ đổi xe. Xe 7 bình 4. Và đen buộc phải ăn xe rồi. Tiếp đến đỏ sẽ chơi C2 thối 1 chiếu tướng, buộc tướng đen phải xuống. Tướng 6 thối 1 thì đỏ sẽ dùng xe chém thẳng mã đen. Đến đây bên đỏ đã lời quân và ưu thế rất lớn, trong khi đó bên đen với 2 pháo và 1 xe rất khó phối hợp để tấn công. Đỏ ưu thế hoàn toàn. Chúng ta quay lại hình cờ thực chiến. Trong thực chiến thì Lại Lý Huynh cũng nhận thấy được điều đó, cho nên anh không đổi biến, xuống tướng. Mời các bạn xem tiếp diễn biến hấp dẫn của ván đấu. Tướng quân. Thank you.
Chúc năm Tấn Mộc đang dọa dùng xe chiếu tướng. Chơi đến đây, nếu như bên đỏ bình xe vào giữ mặt thì bên đen sẽ có những nước tấn công như sau. Đầu tiên, đen sẽ bước mã bắt chốt, đang dọa ăn chốt bắt xe. Đến đây, buộc bên đỏ phải xử lý. Đỏ sẽ dùng pháo chém tượng thì đen sẽ bình pháo chiếu tướng. Đến đây không thể lên sĩ rồi, buộc phải chạy xe ra thôi. Xe 6 bình 7 thì lập tức bên đen có nước. Chúc năm Tấn Mộc đang dọa nhảy mã chiếu tướng và lưỡng chiếu, rất nguy hiểm. Đến đây rất khó lòng chống đỡ, cho dù mã có nhảy xuống bắt pháo thì pháo sẽ nhàng thối một. Đen ưu thế hoàn toàn, chiến thắng nằm trong tầm tay. Chúng ta hãy quay lại hình cờ thực chiến. Trong thực chiến thì Ngô Thông Hàng cũng nhận thấy được điều đó, cho nên anh đã chơi chút 7 bình 6 để lắp mặt xe. Mời các bạn xem tiếp diễn biến hấp dẫn của ván đấu. Tại đây, nếu như bên đỏ chống sĩ thì lập tức sẽ bị sát cục. Hai xe tuyệt sát. Rất nhanh chóng. Cho nên bên đỏ không được lên sĩ. Còn nếu như ở đây không lên sĩ mà lại lách chốt ra, thì đen sẽ chơi. Xe sau bình 4 chiếu tướng. Ở đây buộc phải lên sĩ rồi, không còn đường nào khác. Sau đó bình đen dùng xe chém thẳng vào sĩ chiếu tướng. Buộc tướng phải vào, không còn đường nào khác. Tiếp tục đen sẽ dùng xe chiếu tướng. Buộc tướng phải xuất ra lộ 6. Và đen sẽ nhẹ nhàng chơi. Xe 5 Tấn Mộc khóa chặt tướng. Đến đây thì vô phương cứu chữa, không còn đường nào để chống đỡ. Chúng ta quay lại hình cờ thực chiến. Trong thực chiến thì Ngô Thông Hàng đã chơi mã 7 thối 6 và lại Lý Huynh chơi tiếp mã 3 tấn 2, vừa bắt xe vừa bắt mã. Chơi đến đây Kỳ Dương Singapore, Ngô Thông Hàng đã buông cờ nhận thua. Ở đây có hai phương án để chống đỡ. Một là bình xe ra lộ 8. Mời các bạn xem thử. Lúc đó bên đen sẽ chơi xe sau tấn 2 bắt mã. Xe đỏ không thể ăn mã, lúc này buộc phải thối pháo về để phòng thủ. Thì đen chơi tiếp. Xe sau bình 4 chiếu tướng. Buộc pháo phải vào rồi. Và tiếp tục xe sau thối một, đang dọa sát cục. Đến đây có hai phương án lên tướng hoặc xuống pháo đều dẫn đến thất bại. Mời các bạn thưởng thức. Nếu như ở đây lên tướng thì đen sẽ dùng xe chém thẳng vào pháo chiếu tướng, không còn đường nào khác, phải ăn lên. Sau đó đen bước mã chiếu tướng, buộc xe đỏ phải vào để chống đỡ. Và pháo 5 bình 1 bắt chết xe đỏ. Tới đây ưu thế quá lớn, cơ hội không còn cho bên đỏ. Còn nếu như ở đây không lên tướng mà lại xuống pháo thì đen vẫn có nước ăn pháo chiếu tướng. Sau đó pháo trùng trùng pháo tuyệt sát. Chúng ta hãy xem lại ở đây. Cho nên nước xe 7 bình 8 là không thể đi. Còn nếu như ở đây bên đỏ tấn xe 2 nước để cản mã thì đen vẫn chơi xe sau tấn 2.
C2 tấn 3 chiếu tướng. Sau đó thối xe về để phòng thủ. Thì đen vẫn chơi. Xe sau bình 4 chiếu tướng. Buộc phải chống sĩ rồi. Tiếp đến đen sẽ chơi xe 6 tấn 3 chiếu tướng. Buộc tướng thôi lên. Và xe 6 bình 5 đang dọ sát cục. Đến đây rất khó lòng chống đỡ cho dù bên đỏ có ăn mã đen. Thì vẫn không đỡ được. Pháo 5 bình 4 chiếu tướng buộc phải về sĩ. Sau đó ăn về chốt chiếu tướng. Buộc bên đỏ phải lên sĩ. Không còn đường nào khác. Và xe 4 tấn 2 tuyệt sát. Như vậy cả hai phương án chống đỡ đều dẫn đến thua cuộc. Cho nên Ngô Tông Hàng đã nhận thua là hoàn toàn chính xác. Một ván cờ phản công rất nhanh của Nam Phương công tử Lại Lý Huynh. Như vậy tỷ số được quân bình 2 đều. Mời các bạn thưởng thức ván đấu thứ 3 Nguyễn Thành Bảo, Lưu Ước Hào. Trận đấu tâm điểm trong khi tỷ số đang được quân bình. Chơi đến đây, nếu như bình đen chơi xe 3 tấn 2 để bắt pháo thì diễn biến sẽ như sau. Pháo ăn chốt thì bình đen nhẹ nhàng thúc chốt. Tới đây bình đỏ bước mã lên thì đen sẽ nhẹ nhàng chém ngay chốt đầu. Và đang dọ bình xe mời đổi.
hai xe đen rất thông thoáng. Đỏ đã mất tiền. Chúng ta hãy quay lại hình cờ thực chiến. Tướng quân. Chi 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 chi.
再枪。将军，是。Chưa đến đây, lũ ước hào của Singapore đã buông cờ nhận thua. Vì nếu có gượng tìm cách lui về để phòng thủ, thì đỏ vẫn chơi. Chương trình 5 tấn 3, chiếu tướng. Tướng bình qua lộ 4. Thì đỏ tiếp tục bước mã chiếu tướng. Qua kéo mã, chương trình. Buộc tướng phải vào, không còn đường nào khác. Và đỏ sẽ nhẹ nhàng xem thôi một chiếu tướng. Buộc phải xuống và tiếp tục mã 4 thối 3. Đến đây với mã chữ điền thì vô phương cứu chữa. Như vậy Việt Nam đã vượt qua Singapore với tỷ số 4-2, khởi đầu thuận lợi cho đội tuyển Việt Nam ở ASEAN lần này. Mời các bạn xem tiếp một ván cờ rất hay của Tý Kỳ Thiên trên A Sáng. Đặng Hiểu Tư phế mã phản công.是。是。像是是
吃。 将军，吃鸡。 吃。 将军。
吃。吃。Cho đến đây Đặng Hiếu Tư đã nhận thua. Các bạn vừa thưởng thức 4 ván cờ rất đặc sắc. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nhớ like và đăng ký để nhận video mới nhất. Xin cảm ơn.